mơ, màn hình tràn sang mặt sau, hình ảnh concept iPhone mới được đăng tải lên tài khoản YouTube concept iPhone mới đây thu hút sự quan tâm của các iPhone. Theo thiết kế này, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có màn hình 6,4 inch và tràn cả các cạnh sang đến mặt sau. Cụm camera 4 ống kính xếp theo chiều dọc với camera laser 3D. Do có phần màn hình trên các cạnh nên Apple sẽ bố trí các tổ hợp phím chức năng cảm ứng thay vì các phím vật lý. Ngoài ra, màn hình concept iPhone 12 Pro cũng không còn phần tai thỏ. Vì thế máy sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, camera selfie ẩn dưới màn hình mặt trước độ phân giải 13 megapixel. iPhone 12 Pro dùng chip A14 Bionic sản xuất trên quy trình 5nm, nhanh hơn gấp 8 lần so với chip A13 trên iPhone 11 Pro. iPhone 12 Pro sẽ được cài sẵn iOS 14. Concept iPhone 12 Pro và 12 Pro Max được thiết kế bởi Hasan Cây Mắc. Tất nhiên, để biến concept này thành hiện thực trong năm tới là điều không dễ đối với Apple.